Chân mệnh đế tiên, tập 338. Tiền bối là người của thiên đình, ta là thánh chủ thiên đình, ta phải có trách nhiệm với tiền bối. Diệp Đào chậm rãi đứng dậy, ta sẽ cho tiền bối đáp án hài lòng, nhưng trước đó thì vẫn phải phiền tiền bối ở lại Hàng Nhạc Tông chờ thêm vài ngày nữa rồi. Diệp Đào dứt lời, mười mấy tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên lại lần lượt lo lắng, sợ tiền bối đắc tội rồi. Sở Linh Ngọc bị đưa đi, Diệp Đào đứng trên đỉnh núi, dày dày đầu lông mày. Sở Linh Ngọc lại là thê tử của Hồng Trần, việc này có đánh vỡ đầu anh cũng không nghĩ ra. Mọi thứ bất ngờ đến mức thú vị. Hay à, không biết từ bao giờ mới có tiếng thở dài vang lên. Thiền Tông Lão Tổ bước lên đỉnh núi, ông ta ngồi bên cạnh Diệp Đào. Tiền bối, người giấu vãn bối, khổ sở quá. Diệp Đào nghiêng đầu nhìn Thiền Tông Lão Tổ, ai lại lần nữa tặc lưỡi. Nếu vãn bối đoán không nhầm thì năm xưa người cũng từng gặp Hồng Trần rồi. Quả thực là như vậy, Thiên Tông Lão Tổ hít sâu không phủ nhận. Năm xưa khi lần đầu gặp ngươi ở Thiên Tông Thế Gia, ta có phần ngờ vực, trên đời này sao lại có người giống nhau đến như vậy chứ. Không thể phủ nhận, người rất có bản lĩnh, vãn bối thực sự rất khâm phục. Diễn Đào dây trắng, diễn có thật thì cũng không thể địch lại nổi hiện thực mà. Thiên Tông Lão Tổ ngồi xuống, ông ta đưa mắt nhìn vào hư vô. Năm xưa Ngọc Nhi ứng kiếp tu vi 8 tầng, ta đã phong ấn ký ức của nó và đưa nó tới thế giới người phàm coi như tôi luyện, nhưng nào ngờ lại có mối nhân duyên có mở đầu mà không có kết thúc vật vào thân. Sở Linh Ngọc gặp Hồng Trần sao? Diệp Đào đưa vò rượu cho Thiên Tông Lão Tổ. Đúng vậy, Thiên Tông Lão Tổ nhận lấy vò rượu. Ngọc Nhi không có ký ức tu vi, Hồng Trần cũng đờ đẫn. Cả hai cứ thế gặp nhau trong tình trạng này rồi đến bên nhau ở thế giới người phàm. Hồng Trần đờ đẫn, Sở Linh Ngọc lúc đó là người phàm sao? Diệp Đào lẩm bẩm trong đầu anh, chợt như vỡ ra điều gì. Chuyện này nghe có phần giống với chuyện của anh và Liễu Như Yên. Đây là lần đầu tiên ta gặp Hồng Trần, đó là vào buổi tối mà hai người thành thân. Thiên Tông Lão Tổ không nhận ra trạng thái khác thường của Diệp Đào, ông ta vẫn chậm rãi lên tiếng. Ngọc Nhi không có ký ức của tu sĩ nên không biết, nhưng sao ta có thể không nhìn ra, mặc dù Hồng Trần đờ đẫn nhưng lại mạnh đến mức kinh người. Cho nên tiền bối cứ thế chia rẽ bọn họ hay sao? Lão phu sao có thể chia rẽ đôi uyên ương được chứ? Thiên Tông Lão Tổ mỉm cười ôn hòa. Thành thân thì thành thân, ta không phải là người lạc hậu, nhưng ta cũng không thể để cho con rể của mình cứ mãi đờ đẫn như thế. Cho nên tối hôm thành thân của cả hai, ta đã trị thương cho hắn, nhưng lại đổi lại thức tỉnh một luồng sức mạnh vừa thần bí vừa mạnh mẽ trong cơ thể hắn. Hắn lúc đó phát điên, đến ta cũng bị thương trầm trọng. Cái gọi là đạo thương chính là do hắn để lại. Ta may mắn gặp được Viêm Hoàng Thánh Chủ đời thứ 97 của các ngươi, cũng chính là Hồng Trần, nhưng hắn ta lại không nhận ra ta. Còn ta cũng không nói rõ ràng, việc này ta giấu vài trăm năm, đến cả Trung Giang cũng không biết. Linh Nhi từng nói có người từng dùng vong tình chú với mình, đây chính là tuyệt tác của người sao? Diệp Đào nhìn Thiên Tông Lão Tổ thăm dò. Năm xưa sau khi Hồng Trần phát điên, ta bèn đưa Ngọc Nhi quay về giới tu sĩ. Thiên Tông Lão Tổ hít vào một hơi thật sâu, khả năng của nó rất cao, lại lần nữa quay lại con đường tu luyện, càng tu luyện càng mạnh mẽ. Nhưng Hồng Trần chính là nỗi dây dứt trong lòng nó, chỉ cần mỗi lần tu vi tiến giới thì tâm cảnh phản phệ, vài lần suýt chút nữa hóa thành tàn tro. Ta rất bất lực nên đành phải phong ấn ký ức của nó, vì không muốn nó lại lần nữa nhớ về Hồng Trần. Ta còn dùng vong tình chú ngặt nỗi việc trên đời này lại quá kỳ diệu, cho dù là vậy thì cũng không ngăn nổi chữ tình. Nó đã phá được phong ấn của hắn, cái gọi là vong tình chú cũng theo năm tháng mà hóa thành vô dụng, ký ức mất đi dần dần quay trở về. Chẳng trách mà những năm tháng đó Sở Linh Ngọc giống như hóa thành một người khác vậy. Chẳng trách mà từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy vạn bản bối, cô ấy đều rất kỳ lạ. Diệp Đào xoa cằm, mãi cho tới khi gặp ngươi, Thiên Tông Lão Tổ vẫn nói tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi chính là Hồng Trần chuyển kiếp. Hai người thực sự trông quá mức giống nhau, và điểm trùng hợp đó là ngươi cũng có lục đạo tuyên ninh nhãn, ngươi cũng làm thánh chủ của Viêm Hoàng, giống như cùng một người vậy. Ta tưởng trời cao có mắt phái ngươi xuống để giải cứu Ngọc Nhi của ta, cho nên năm xưa ngươi muốn làm con rể của mình là vì vậy,
chứ không phải vì coi trọng khả năng của con. Mục đích cuối cùng chính là muốn nhờ con đi gỡ nút thắt trong lòng cô ấy, đúng không? Diệp Đào lại nhấp một ngụm rượu. Ta thừa nhận, lúc đó ta muốn lợi dụng ngươi. Thiên Tông Lão Tổ nói với vẻ mặt áy náy. Tiền bối không cần tự trách, con hiểu mà. Diệp Đào mỉm cười. Đáng tiếc, kế hoạch của ta không thể theo kịp mọi sự thay đổi. Thiên Tông Lão Tổ cười tự giễu. Năm xưa, khi mới khởi đầu của Viên Hoàng, thực sự cần một đồng minh đủ mạnh, lại thêm uy danh của Thiên Tông thế gia ta. Ta vốn cho rằng ta sẽ vui vẻ mà đồng ý với cái gọi là mối hôn nhân chính trị. Nhưng đáng tiếc, ta lại lần nữa quên đi một chữ tình. Hồng Trần còn sống, tiền bối có lẽ rất bất ngờ ha? Diệp Cái Hào mỉm cười hỏi. Ta đang nghĩ có phải là trời xanh thương ta, thương con gái ta, nên mới cho cả hai tiếp tục mối nhân duyên đó hay không? Thiên Tông Lão Tổ lên tiếng. Nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết, Hồng Trần không phải là một người bình thường. Hắn quá mức thần bí đến mức khiến ta phải kiêng dè. Cho dù hắn còn sống thì những gì để lại cho Ngọc Nhi cũng vẫn chỉ là một đoạn tình duyên đầy đau đớn. Hai người họ đã có con chưa? Ngọc Nhi vẫn còn là trinh nữ. Năm xưa ta không muốn con gái mình lấy một người đờ đẫn nên mới ra tay trị thương cho Hồng Trần vào đêm hôm đó. Thế nhưng không những không trị được mà ngược lại còn khiến hắn bị điên. Tiền bối đến đúng lúc đó. Vẻ mặt Diệp Đại Hào rất kỳ quái. Một đêm động phòng vốn dĩ sắp diễn ra thì lại bị ông ta làm loạn. Thiên Tông Lão Cổ lắc cầu cười. Ông ta không lên tiếng nữa mà chỉ trút rượu vào miệng uống liên tiếp. Diệp Đại Hào cũng giữ im lặng. Anh không trách động cơ năm xưa của Thiên Tông Lão Tổ. Thân là một phụ thân, vì con gái của mình nên đó chỉ là hành động bất đắc dĩ. Ông ta chỉ đang cảm thán nhiều chuyện trên đời thực sự quá kỳ lạ. Mấy ngày tiếp theo, vãn bối e rằng sẽ hạn chế sự tự do của Sở Linh Ngọc. Không biết từ bao giờ Diệp Đại Hào mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng. Hy vọng tiền bối lượng thứ. Vậy phiền thánh chủ rồi. Thiên Tông Lão Tổ nói với vẻ giọng cảm kích. Thiên đình hiện giờ người có thể giữ chân con gái ông ta có lẽ cũng chỉ có người thanh niên này mà thôi. Mặc dù thủ đoạn của anh có phần tàn nhẫn nhưng lại có tác dụng. Tiền bối nặng lời rồi. Vậy thì thôi, ta về trước đây. Thiên Tông Lão Tổ đứng dậy. Cuối cùng ông ta nhìn về phía Sở Linh Ngọc đang bị giữ chân, rồi lại thở dài quay người biến mất. Sau khi ông ta rời đi, Diệp Đại Hào vẫn còn đứng trên đỉnh núi đó rất lâu. Một câu chuyện quá khứ khiến người ta phải chấn động, khiến anh bất giác, bất chợt cả đồng cảm với Hồng Trần và Sở Linh Ngọc. Có thể nói, anh đã từng có trải nghiệm tương tự như vậy với Liễu Như Yên. Thế nhưng, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần lại may mắn hơn anh. Chỉ ít thì Hồng Trần vẫn chưa qua đời, còn Liễu Như Yên chỉ để lại một cây đàn cổ lặng thinh. Tu sĩ và người phàm sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Không biết từ bao giờ Diệp Đại Hào mới di chuyển. Sau khi xuất hiện lần nữa, anh đã đứng ở địa cung của Hàng Nhạc Tông. Sở Linh Ngọc ngồi trên một tế đàn và bị phong ấn ở đó. Thả ta ra! Sở Linh Ngọc lạnh lùng, trong đôi mắt còn nhạt nhòa nước mắt, đôi mắt mang theo hy vọng và khẩn cầu. Người còn không biết ông ấy ở đâu mà. Diệp Đại Hào lãnh đạm lên tiếng. 3 năm trước, ngươi biết Sở Huyên ở đâu sao? Sở Linh Ngọc nhìn thẳng vào mắt Diệp Đại Hào. Ta đã nói rồi, chúng ta khác nhau mà. Diệp Đại Hào hít vào một hơi thật sâu. Nếu như ta chưa từng gặp Hồng Trần ở Bắc Sở thì đương nhiên sẽ không ngăn người lại. Nhưng vẫn là câu nói đó, ông ấy đã không còn là Hồng Trần năm xưa. Ông ấy quá mức đáng sợ. Ta là thê tử của huynh ấy, huynh ấy là trượng phu của ta. Ta không sợ ông ấy, ông ấy cũng sẽ không làm hại ta. Vậy thì người cứ hẳn ở Hàng Nhạc Tông đợi đi. Diệp Đại Hào chậm rãi nói, ông ấy sẽ tới, sớm thôi. Ngươi chắc chắn vậy sao? Sở Linh Ngọc kích động nhìn Diệp Đại Hào, chắc chắn. Diệp Đại Hào quay người rời đi, chỉ có giọng nói vang vọng lại trong địa cung. Ra khỏi địa cung, Diệp Đại Hào liền nhìn thấy bóng người xinh đẹp đang đứng đó. Nếu nhìn kỹ thì đó chính là Hồng Trần Tuyết. Thấy Diệp Đại Hào ra ngoài, bà ta bèn bặm môi, cuối cùng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Đại Hào. Bà ta là người tiết lộ bí mật. Còn chuyện này thì Diệp Đại Hào đã đoán ra trước được rồi. Sở Linh Ngọc là sư nương của tiền bối. Chuyện này khiến ta thực sự bất ngờ đó. Diệp Đại Hào không truy tội Hồng Trần Tuyết mà lặng lẽ nhìn bầu trời mênh mang. Ta sau này cũng mới biết. Cho nên tiền bối không nhẫn tâm. Cho nên tiền bối đã nói với Sở Linh Ngọc.
Diệp Đào chậm rãi nói, tiền bối cho rằng Sở Linh Ngọc một tia hy vọng, nhưng tiền bối lại không biết tia hy vọng này có lẽ còn đáng thất vọng hơn là tuyệt vọng. Dù là hy vọng mong manh, nhưng đứng trước tuyệt vọng cũng vẫn còn tốt hơn. Đây là lời mà ngươi từng nói. Hồng Trần Tuyết mím môi, ngươi cũng là người trung tình nên hiểu được nỗi khổ sở trong đó. Ta hiểu mà. Diễm Hạo cười cười nói, vậy ngươi định nhốt sư nương bao lâu? Yên tâm, Hồng Trần sẽ tới đây. Diễm Hạo lãnh đạm, ta sẽ cho bọn họ gặp nhau. Cảm ơn. Đây là lần cuối cùng, đừng làm lộ bí mật ra ngoài nữa. Ta hiểu rồi. Hồng Trần Tuyết khẽ mỉm cười, bà ta biết Diệp Đại Hào sẽ không vì chuyện này mà truy tội mình. Tiếp xúc với Diệp Đại Hào lâu như vậy, nên bà ta ít nhiều cũng hiểu được tính cách của anh. Năm xưa bà ta và Trung Giang giấu chuyện về Hàng Nhạc, anh cũng không truy tội, huống hồ là lần này. Lấy lệnh bài của ta đi điều binh. Diệp Đại Hào đưa ra một tấm ngọc bài với kim quang vờn quanh. Điều binh? Hồng Trần Tuyết cau mày, điều binh đi đâu thế? Tận dụng con đường thế giới người phàm, điều binh về thế giới người phàm ở Bắc Sở. Diệp Đại Hào từ tốn nói, Ngươi muốn tấn công Bắc Sở sao? Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Đại Hào hỏi thăm dò, nếu không thì sao chứ? Trước kia ngươi từng nói việc tiến quân về Bắc Sở chẳng phải nên lùi lại hay sao? Hồng Trần Tuyết nói với vẻ mặt đầy do dự, đúng là uổng một thánh chủ của nhân hoàng như người, câu này mà người cũng tin được sao? Diệp Đại Hào mỉm cười, trong giọng nói cũng mang theo nhiều ý tứ. Nam Sở có nội gián của Bắc Sở, trong hội thái thượng trưởng lão nhất định có. Việc này tiền bối và ta đều rõ. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hồng Lâm Tuyết mỉm cười, ta hiểu rồi. Việc này chỉ có tiền bối và ta biết thôi đó. Diệp Đại Hào và nhìn Hồng Lâm Tuyết, đừng có phạm phải sai lầm lần nữa. Người đúng là càng ngày càng giống sư phụ của ta. Hồng Lâm Tuyết cười đáp lời, đi thôi, đừng nhắc tới Hồng Trần với ta nữa. Diệp Đại Hào khoát tay, anh day day đầu lông mày. Hồng Trần Tuyết bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng bà ta vẫn nghe theo lệnh rời đi. Thế nhưng bà ta không trở về trụ sở của Thiên Đình luôn, mà tới đại điện của Hằng Nhạc. Mục đích lần này bà ta tới đây không chỉ là đến để nhận tội và thăm Sở Lương Ngọc, mà còn vì Thái Cổ Tinh Thiên Đồ mà Thái Hư Cổ Long tạo ra. Đó là một món bảo bối của Mộc Tông. Có Tinh Thiên Đồ thì nhân hoàng có thể coi là hổ mọc thêm cánh. Sau khi Hồng Trần Tuyết rời đi, Diệp Đại Hào vẫn dây trắng. Anh chưa đi được mấy bước thì đã thấy Lâm Thi Hoạt từ trên trời bay xuống. Diệp sư huynh, Tủy Thanh Loan mà huynh cần đây này. Lâm Thi Hoạt vừa đáp xuống liền đưa ra một cái bình. Được, được lắm. Diệp Đại Hào vội vàng nhận lấy. Anh kích động đến mức quên đi thân phận, và giống như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt khi trông thấy Tủy Phượng Hoàng bên trong, đôi mắt anh lóe sáng. Đây chính là bảo bối nghịch thiên đó. Vậy chỉ còn thiếu Sừng Kỳ Lân nữa thôi. Diệp Đào nhìn rồi như nhớ ra điều gì đó, anh hò hắn, sau đó lại nhìn Lâm Thi Hỏa. Này Lâm sư muội, đến cả Thanh Loan mà muội cũng có thể triệu hồi ra, thì không biết thánh thú Kỳ Lân muội có triệu hồi ra được không? Nếu được thì lấy cho ta ít máu nhé. Chuyện này thì muội không làm được đâu. Lâm Thi Hỏa lắc đầu. Linh giới là một lĩnh vực rất kỳ diệu, một khi đã ký kết với linh thú rồi thì không thể triệu hồi linh thú cùng đẳng cấp, huống hồ cấp bậc của Kỳ Lân còn cao hơn cả Thanh Loan, với đạo hạnh của muội thì còn kém rất xa. Vậy ta nghĩ nhiều rồi. Diễm Đào cười đáp, có điều muội nghe sư phụ nói có một nơi có thể có được Sừng Kỳ Lân, ở đâu thế? Nghe câu nói đó của Lâm Thi Hoạt, đôi mắt Diễm Đào chợt sáng bừng lên. Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn có Sừng Kỳ Lân sao? Diễm Đào bất ngờ. Sư phụ nói đó là chiến trường cổ xưa, chôn vùi rất nhiều xương cốt của kẻ mạnh cái thế, trong đó không thiếu kẻ mạnh của Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Lâm Thi Hoạt từ tốn nói, đến cả thần thú như Thanh Long và Phượng Hoàng còn có thì 80% sẽ có tộc Kỳ Lân. Sư tôn nói cũng chỉ có khả năng mà có, còn rốt cuộc có tồn tại hay không thì cũng chỉ đến Thập Vạn Đại Sơn mới biết được. Lại là cái nơi quỷ quái đó. Diệp Đại Hào dây trắng, nơi đó giống như cấm địa của Đại Sở, là nơi mà đến đó một lần rồi thì có đánh chết cũng không muốn quay lại lần thứ hai. Hiện giờ nghĩ lại anh còn thấy rợn người, sự đáng sợ của Thập Vạn Đại Sơn không hề yếu hơn cấm địa của Đại Sở. Không nói đến những điểm khác, chỉ nói tới tà linh bên trong đó thôi. Tà linh nào cũng dị thường,
đến cả Nam Minh Ngọc Thu còn hóa điên thì có thể nói thấy nơi đó đáng sợ như thế nào. Có điều có thông tin còn hơn là không có. Diệp Đào từng nhận lời với hậu duệ của vị hoàng cùng tới Thập Vạn Đại Sơn. Bây giờ có thông tin về Sừng Kỳ Lân nên anh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy Diệp Đào trầm tư, Lâm Thi Họa định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô khẽ quay người, cuối cùng nhìn Diệp Đào một lần cuối rồi bước vào hư không. Tiếp đó, hàng Nhật Tông lần lượt có khách tới. Về cơ bản đều là tu sĩ mạnh ở cảnh giới chuẩn thiên của Tam Tông Chiến Điện 81 thành. Mục đích bọn họ tới đây đương nhiên là vì muốn giúp đỡ dịch chuyển thái cổ tinh thiên đồ. Tấm tinh thiên đồ khổng lồ như vậy không phải một hai người có thể di chuyển được. Bên trong đó còn có trận cước. Bất cứ một điểm nào sai sót đều có thể khiến thái cổ tinh thiên đồ mất linh dược. Mất linh. Trưởng giáo Thanh Vân là Chu Ngạo cũng đã đến. Bề ngoài là tới vì thái cổ tinh thiên đồ, nhưng thực chất là tới vì Diệp Đế Hào. Diệp huynh, lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không? Chu Ngạo mỉm cười khiến người ta cảm thấy có như cơn gió xuân thổi tới, nhưng trong lời nói của hắn lại mang theo ý tứ. Lần trước sau khi tụ họp ở Thiên Đình, ta đi hơi vội, có việc vẫn chưa nói với Diệp huynh. Diệp Đế Hào mỉm cười nhìn đôi mắt đầy hy vọng của Chu Ngạo. Sao anh có thể không nhìn ra Chu Ngạo muốn nói về điều gì chứ? Đại sở, từ hành thành luân hồi, Huỳnh có thể đi tìm Nguyệt Trì Huân của mình rồi. Cuối cùng Diệp Đế Hào cũng nói ra bí mật của anh. Là thật sao? Có lẽ vì quá kích động nên Chu Ngạo vội nắm chặt vai Diệp Đế Hào, đôi mắt mong mỏi, chan hòa nước mắt, hy vọng Diệp Đế Hào có thể đáp lại anh một lần nữa, hắn một lần nữa. Đại sở đã tự hình thành luân hồi rồi, Huỳnh có thể đi tự đi tìm Nguyệt Trì Huân của mình rồi đó. Đúng như Chu Ngạo mong muốn, Diệp Đế Hào đáp lại một lần nữa, nói rồi không quên thoát khỏi bàn tay Chu Ngạo vì lực đạo của Chu Ngạo quá mạnh. ta biết rồi. Chu Ngạo tay chân luống cuống, hắn cố gắng trấn tĩnh lại. Có việc này ta nhất định phải nói rõ ràng một chút. Diệp Đế Hào ho hắn, sau khi cô ấy đầu thai chuyển kiếp, nói không chừng còn là tu sĩ, cũng có thể là người phàm, cũng có thể là không phải là con người. Có thể không phải là con người sao? Vẻ mặt Chu Ngạo kỳ quái hẳn đi. Hắn nhìn Diệp Đế Hào thăm dò. Là sao chứ? Có nghĩa là ý đó đấy, là loài bốn chân, ba chân, hai chân, không chân, nhưng chỉ cần là loài sống thì đều có khả năng. Nói vậy đủ hàm xúc chưa? Đủ rồi. Chu Ngạo từ vẻ mặt kỳ quái chuyển thành đặc sắc. Hắn chợt nghĩ rằng nếu Nguyệt Trì Huân chuyển thế thành con heo thì hắn có bị dọa đến mức khóc thét không nữa. Việc là do người. Diệp Đế Hào vỡ vai Chu Ngạo, anh quay người bước đi. Biển người mênh mông, hồng trần cuồn cuộn, muốn tìm một người như mò kim đáy bể. Có lẽ cô ấy thực sự tồn tại, nhưng có lẽ lần luân hồi tới, Huỳnh vẫn chưa thể tìm thấy. Huỳnh đệ, phải xem tạo hóa của mình rồi. Ta sẽ tìm tới chân trời góc bể. Nhìn bóng người Diệp Đế Hào rời đi, Chu Ngạo siết chặt nắm tay, trong ánh mắt rõ vẻ kiên định. Trên con đường đi trên Linh Sơn, Diệp Đế Hào chốc chốc lại thở dài. Anh không chắc chắn có phải đại sở tự hình thành luân hồi vì thiên hình môn không cho anh đáp án chính xác. Có lẽ vì anh không dùng tới cơ hội mà Đông Hoàng Thái Tâm ban cho để hỏi cặn kẽ vấn đề này. Đúng như Hồng Trần Tuyết nói, hy vọng mong manh còn tốt hơn là tuyệt vọng. Anh cho Chu Ngạo một hy vọng, nhưng không biết hy vọng này có trở thành tuyệt vọng tàn khốc hay không nữa. Diệp Đế Hào thật sự hy vọng đại sở tự hình thành luân hồi. Như vậy anh cũng có thể tìm thấy được các trưởng lão đệ tử của Hoàng Nhạc Tông bỏ mạng năm xưa, cùng Liễu Như Yên gãy đàn cho anh, canh chừng bên giường anh và nhìn anh cười ngây ngốc. Trên mặt nữ phong, tất cả các cô gái vẫn đang ở đó. Thấy Diệp Đế Hào về tới, họ đều đứng dậy. Sở Linh Ngọc bị các cao thủ chung sức trấn áp, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên bọn họ đều nhìn thấy, trong lòng đều có rất có thắc mắc. Không có chuyện gì đâu mà. Diệp Đế Hào cười thản nhiên, đương nhiên anh sẽ không nói cho mọi người biết nguyên nhân trong chuyện này. Chuyện của Hồng Trần có liên quan rất lớn, đó là một truyền thuyết vì vừa bí ẩn vừa cường đại, không cẩn thận
sẽ gây hoang mang cho mọi người trong thiên đình. Là thánh chủ thiên đình, nhiệm vụ của anh là bảo vệ sự bình yên, ổn định cho vùng đất mới này. Mọi người nói chuyện đi, ta nghỉ ngơi một lát. Diệp Đại Hào lại nở nụ cười rồi bước lên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi cao nhất của Ngọc Nữ Phong, có thể nhìn thấy gần hết Hằng Nhật Tông, thấy các đệ tử siêng năng chăm chỉ tu luyện và các trưởng lão đi qua đi lại bận rộn. Anh lại trầm mặc. Anh hơi lơ đãng, bóng dáng hồng trần liên tục hiện lên trên đầu, như có ngọn núi lớn đè nặng trong lòng anh, tựa như một giấc mơ vốn có thể trong tầm tay, nhưng lại là như cách cả luân hồi vạn trượng. Hồng Trần. Nghe cái tên thật hay, Diệp Đại Hào lẩm bẩm. Anh tự nhận mình đã nhìn thấu thế gian này, nhưng lại không thể nhìn thấu người đó. Người đó là ma chướng trong lòng Sở Linh Ngọc, nhưng cũng là ma chướng trong lòng anh, tựa như là ma chú không thể xua tan. Anh đứng đây cả một ngày như bức tượng, mặc cho gió thổi anh vẫn đứng im bất động, thậm chí Sở Huyền tới mà anh cũng không phát hiện. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh mới vô thức giơ tay khắc lên tảng đá trước mặt, giống như đang viết chữ. Không đúng, chính xác hơn là anh đang viết một bài thơ cổ. Hồn tiêu diệp tán hoa tịch nguyệt, tán thần dị lão dị bi lương, cô phong phiêu linh thê Sở Vũ, huyên hảo vọc ưu mãn thế thương, thương sinh hà nguyệt thương thiên hà oán, ưu tằng vọng nạc hà kiểu thượng quân ảnh, khước biết cấn tam sinh thạch hữu khanh danh. Phía sau có tiếng thì thầm vang lên. Diệp Đại Hào viết, Sở Huyên đọc, bài thơ trong giọng đọc của cô lại càng thêm buồn bã. Bài thơ buồn, ý nghĩa lại càng buồn hơn. Sở Huyên nói nhỏ, người chép ở đâu ra đó? Sau đó cô nghiêng đầu nhìn Diệp Đại Hào, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm. Chép ở đâu thế? Chép gì chứ? Ta tự viết mà. Diệp Đại Hào ho khan, vậy sao? Được rồi, là ta chép đó. Thật trùng hợp, ta cũng chép được một bản. Sở Huyền mím môi cười. Người cũng chép một bản sao? Diệp Đại Hào giật mình, chép ở đâu thế? Một trấn nhỏ cổ xưa ở thế giới phàm trần. Sở Huyền nói xong thì phất tay lấy một cuộn giấy ra, nét chữ ngay ngắn xinh đẹp, vừa nhìn là biết do con gái viết. Không cần nói nhiều, chính là bài thơ do Sở Huyền chép lại. Trấn nhỏ cổ xưa. Diệp Đại Hào xoa cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy ngạc nhiên nhưng anh cũng không quá bất ngờ. Hồng trần đờ đẫn, xuất quỷ nhập thần, để lại bài thơ này ở nơi khác cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Đại Hào, Sở Huyền, có tên của hai chúng ta ở đây, lạ thật đó. Câu nói của Sở Huyền cắt ngang suy nghĩ của Diệp Đại Hào. Đây là vận mệnh sắp đặt mà. Diệp Đại Hào tươi cười. Ai muốn làm vận mệnh sắp đặt với người chứ? Sở Huyền lườm Diệp Đại Hào, phất tay cất cuộn giấy đi. Đúng rồi, Tịch Nhan đâu rồi? Không về cùng với người sao? Cô bé gia nhập Nhân Hoàng rồi. Diệp Đại Hào nói xong cũng xóa bài thơ cổ trên tảng đá. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm rèn luyện tâm tính của con bé. Sở Huyền khẽ cười. Bản tính của con bé quá cao. Diệp Đại Hào lắc đầu cười. Thiên phú vô song, đó sẽ là một hòn đá vướng chân. Ngươi không có lòng tin ở con bé đến vậy sao? Đồ nhi của ta, ta hiểu rõ nhất. Dù đã qua 3 năm nhưng ta vẫn có thể nhìn thấu. Diệp Đại Hào từ tốn nói. Lần này trở về, người khiến ta ngạc nhiên nhất là Hổ Oa. Cậu bé thực sự đã lột xác. Ý ngươi là trong cuộc thi Tam Tông lần này, Tịch Oa sẽ thua Hổ, Tịch Nhan sẽ thua Hổ Oa sao? Sở Huyên nhìn Diệp Đại Hào hỏi thăm dò. Đời thế hệ huyền tử của thiên đình không phải do Tịch Nhan dẫn dắt, mà là do Hổ Oa mở ra. Ngươi chắc chắn vậy sao? Sở Huyên vẫn mang vẻ mặt không tin. Sư phụ, người không tin phán đoán của đồ nhi sao? Diệp Đại Hào nghiêng đầu cười, lại đưa mắt nhìn lên hư thiên. Trận chiến 3 ngày sau sẽ rất thú vị, cũng sẽ chứng minh cho người đời một đạo lý đã có từ xưa. Cần cù bù thiên phú. Nếu là vậy thì sẽ khiến người ta cảm khái lắm đây. Sở Huyên cũng nhìn lên hư thiên. Cuộc thi Tam Tông năm xưa, người thắng Cơ Tích Băng. Mà lần này đồ nhi của cô ấy sẽ thay cô ấy lật lại một ván. Thắng thua không quan trọng, ta không quan tâm. Diệp Đào nói, ánh mắt lại chuyển sang người Sở Huyên. Nhưng nói đến cuộc thi Tam Tông thì hình như người vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện đó. Lời hứa?
Lời hứa nào chứ? Năm xưa, hình như có người nói nếu ta giành được hạng nhất cuộc thi Tam Tông thì sẽ cởi sạch quần áo. Có sao? Có hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Diệp Đào nhún vai, năm đó nàng chơi xấu, ta không đấu lại nàng nên đành hết cách. Nhưng thời thế đổi thay, bây giờ đã khác rồi. Nàng không cởi, ta có thể cởi giúp người. Dù sao nàng cũng không đấu lại được ta. Cảm giác ỷ mặt hiếp yếu cũng vui đấy. Này này này, ta là sư phụ ngươi đó. Sở Hiên vội vàng chớp chớp mắt nói với Diệp Đại Hào, đồ nhi có phải nên nghe lời sư phụ hay không? Người đừng có thể nói mấy lời này nữa, ta là thánh chủ thiên đình đó, theo thân phận thì người cũng phải nghe lời ta. Diệp Đại Hào ngoái tai, hai lựa chọn, một là người tự cởi, hai là ta cởi giúp người. Ta có thể hiểu rằng ngươi định giở trò lưu manh hay không? Người chơi xấu được thì sao ta không thể giở trò lưu manh chứ? Diệp Đại Hào nghiêng đầu, đưa tay nâng cằm Sở Huyên lên, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó. Nếu nói đến nữ tử trong thiên hạ thì sư phụ là người đẹp nhất đấy. Người học mấy lời xém sẩm này ở đâu ra đấy? Sở Huyên cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp dịu dàng như là nước.